bao nhiêu đồng? À, gì đẹp cá nó sẽ bị về nhà hiếu thảo với ông bà cha mẹ nha, bị đập tàu. Đi học nghe là thầy cô giáo dạy nghe con, đừng có đi với người lạ nha. Ai gì đẹp Phật. Rồi, tại sao con cứu con cá? Tại sao con cứu mấy chiêu gì Bồ Tát đó? À gì đẹp Phật. À gì đẹp rồi. Rất là dễ thương ha. Gì đẹp rồi. Rồi con có thương ba mẹ con không? Dạ có. Giỏi quá, lễ phép quá. Ba mẹ dạy ngoan quá. Gì đẹp Phật. Rồi cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã không tiếc tiền của chuột sinh mạng chúng sanh, giải cứu động vật. Gì đẹp Phật. Rồi chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha. Gì đẹp Phật. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn gia đình rất nhiều ạ. Ai gì đâu Phật. Kính chào và hẹn gặp lại ạ. Ai gì đâu Phật.